Nhơn Trạch 21 giờ. Kênh thông tin chuyên sâu về các dự án hạ tầng giao thông và thị trường bất động sản tại Nhơn Trạch, được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã có buổi làm việc để đánh giá tình hình triển khai dự án cầu Cát Lái, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp giữa lãnh đạo hai địa phương Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai sắp tới đây. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận buổi làm việc cùng với Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai về tình hình triển khai dự án xây cầu Cát Lái thay cho phà Cát Lái hiện hữu. Sau khi nghe tư vấn báo cáo phương án xây cầu Cát Lái, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cung cấp tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng, hiện trạng pháp lý liên quan đến hướng tuyến, làm cơ sở cho đơn vị tư vấn đánh giá mức độ ảnh hưởng, tính khả thi của các phương án thiết kế cầu. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Đồng Nai nghiên cứu thêm phương án hướng tuyến đi theo đường có lộ giới 40 m trong cụm công nghiệp và vào đường Trương Văn Bang. Nghiên cứu một số dạng nút giao với đường vành đai 2, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các đồ án quy hoạch trong khu vực, đặc biệt là khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B thành phố Thủ Đức. Từ đó, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai phân tích ưu nhược điểm đối với từng phương án, làm cơ sở so sánh, lựa chọn phương án tối ưu. Vào tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái thay thế phà hiện hữu. Thời gian qua, cơ quan chức năng Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc làm việc để thống nhất phương án xây dựng cầu Cát Lái gồm quy mô, vị trí và hướng tuyến xây dựng cầu. Về hướng tuyến, đơn vị tư vấn đề xuất điểm đầu cầu kết nối với cao tốc Bến Lức, Long Thành xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, vượt sông Đồng Nai và cầu kết nối vào đường vành đai 2, Thành phố Hồ Chí Minh cách đường dẫn cầu Phú Mỹ khoảng 1 km và cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 2,3 km. Dự án cầu có liên quan đến quy hoạch và các dự án ở nơi dự kiến triển khai nên tỉnh Đồng Nai đang yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát các phương án kỹ thuật, khả năng kết nối cho phù hợp, đồng thời lấy ý kiến Cục Hàng hải Việt Nam về độ tĩnh không cầu để đảm bảo thông luồng hàng hải. Hiện phương án cuối cùng để xây dựng cầu đang được Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cùng với đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá lựa chọn. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị hãy ấn nút đăng ký và nút chuông để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày vào lúc 21 giờ. Xin cảm ơn.